Hoa sen từ xưa là loài hoa gần gũi với người dân Việt Nam bởi vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết. Trong phong thủy, hoa sen có tác dụng điều hòa vượng khí, tăng cường năng lượng, cầu mong mang một sức khỏe dồi dào. Chính vì lý do này mà hiện nay, hoa sen gỗ đang được sử dụng phổ biến để trưng bày tại phòng khách hoặc phòng thờ của nhiều hộ gia đình. Trước nhu cầu sử dụng ngày càng cao, kéo theo đó là sự xuất hiện của vô vàn các sản phẩm gỗ không đạt chất lượng. Điều này khiến cho người tiêu dùng gặp phải khó khăn trong việc lựa chọn. Hưng Oanh là một địa chỉ uy tín chuyên cung cấp và xuất khẩu các sản phẩm gỗ cao cấp. Những bình hoa sen gỗ tại đây vô cùng đa dạng, được chế tác hoàn toàn thủ công từ nhiều loại gỗ quý khác nhau như gỗ mun, gỗ hương, gỗ mít. Dưới bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của các nghệ nhân, cánh hoa sen được tỉa mỏng, cong, tạo nên những bình hoa sen gỗ chân thực, đầy nghệ thuật. Để đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng nhất thì ngay từ cái khâu nguyên liệu gỗ đầu vào chúng tôi đã lựa chọn rất cẩn thận và cho ra đời những sản phẩm gỗ tốt nhất. Đặc biệt bên tôi có một đội ngũ nghệ nhân lâu năm và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tác đồ gỗ. Khi các bạn mua hàng bên đồ gỗ Minh Nghệ Hưng Oanh, chúng tôi cam kết bảo hành chủng loại gỗ trọn đời. Ngoài ý nghĩa phong thủy, hoa sen gỗ còn mang đến vẻ đẹp thẩm mỹ cao cho không gian sống, thể hiện sự tinh tế và đẳng cấp của gia chủ. Giữa một thị trường có nhiều sản phẩm kém chất lượng như hiện nay, để lựa chọn được những sản phẩm tốt, người tiêu dùng cần tìm đến những địa chỉ cung cấp uy tín. Và đồ gỗ cao cấp Hưng Oanh là một địa chỉ tin cậy mà chúng tôi muốn giới thiệu tới bạn.